Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Hôm nay thứ tư đầu tháng mùng 2 tháng 8 năm 2023, chúng ta học 3 câu giáo lý giáo hội công giáo, câu 62, 63 và 64. Trước hết chúng ta bước vào câu 62. Sau thời các tổ phụ, Thiên Chúa lập Israel làm dân của Ngài khi cứu họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Ngài lập giao ước Sinai với dân và ban lề luật của Ngài cho họ qua ông Môsê để họ nhận biết và phụng sự Ngài với tư cách là Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và chân thật, là cha quan phòng và là thẩm phán chí công, và để họ mong đợi đấng cứu độ mà Ngài đã hứa ban. Sau thời các tổ phụ, chúng ta biết rằng tổ phụ của dân Israel, dân riêng của Chúa, đó là Abraham, Isaac và Jacob. Và sau thời tổ phụ, cuối cùng thì ông Jacob phải đi theo con đi qua bên Ai Cập, nô lệ bên Ai Cập. Rồi sau khi nô lệ bên Ai Cập thì Chúa cho ông Môsê xuất hiện để đưa dân từ Ai Cập trở về miền đất hứa. Thì sau thời các tổ phụ, Thiên Chúa lập Israel làm dân của Ngài khi cứu họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Tức là Thiên Chúa ban cho dân Israel có Môsê, và câu chuyện của Môsê cũng hết sức là diệu kỳ. Rồi Môsê được sai trở lại Ai Cập để mà đưa dân thoát khỏi Ai Cập. Ngài lập giao ước Sinai với dân và ban lề luật của Ngài cho họ qua ông Môsê. Ông Môsê dẫn dân ra khỏi Ai Cập tiến về miền đất hứa, và trên đường đi thì đi qua núi Sinai. Và ông đã lên núi để đàm đạo với Chúa, và Chúa đã cho ông 10 điều răn để cho dân dựa vào luật ấy để mà sống như là một dân riêng của Chúa. Ban lề luật của Ngài cho họ qua ông Môsê để họ nhận biết và phụng sự Ngài với tư cách là Thiên Chúa duy nhất. Đây là điều quan trọng. Với lề luật, với 10 điều răn thì dân Do Thái thờ phượng ra về Thiên Chúa như là Thiên Chúa duy nhất, hằng sống, luôn luôn sống, ta là đấng hằng hữu. Và chân thật, Ngài đời đời kiếp kiếp, không bao giờ hư vong, là cha quan phòng và là thẩm phán chí công, là cha quan phòng và là thẩm phán chí công, và để họ mong đợi đấng cứu độ mà Ngài đã hứa ban. Đó là những ý chính trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, hằng sống, chân thật, là cha quan phòng và là thẩm phán chí công, và gieo một niềm hy vọng đấng cứu độ sẽ đến để cứu dân khỏi tội lỗi, để họ mong đợi đấng cứu độ mà Chúa sẽ hứa ban. Đó là câu thứ 62 ha. Thiên Chúa yêu thương dân riêng của Người. Sau thời tổ phụ thì Thiên Chúa ban lề luật câu Môsê để dân trở thành dân riêng của Chúa, tin tưởng vào Thiên Chúa hằng sống, và để dân mong đợi đấng Mêsia, đấng Thiên Chúa gửi đến. Rồi câu thứ 63, Israel là dân tư tế của Thiên Chúa, được mang danh Đức Chúa. Đó là dân của những người đầu tiên được nghe lời Chúa phán dạy, dân của những người làm anh trong đức tin của tổ phụ Abraham. Dân Do Thái mà sau này chúng ta thấy là ông Phaolô ông bảo rằng là nói lên dân Do Thái thì ông ta phải ghen, bởi vì chính Đức Giêsu cũng mang dòng máu của dân Do Thái. Thế thì câu 63 cho chúng ta một những ý sau đây. Israel là dân tư tế, là dân tư tế là dân thờ phượng đấy, dân được làm cái công việc thờ phượng Thiên Chúa. Israel là dân tư tế, dân thờ phượng Thiên Chúa, được mang danh Đức Chúa, được mang tên của Chúa, là dân thờ phượng Thiên Chúa, được mang danh, mang tên của Chúa. Đó là dân của những người đầu tiên được nghe lời Chúa phán dạy. Trong tất cả nhân loại này thì dân Do Thái là dân đầu tiên được nghe lời Chúa phán dạy qua ông Môsê, rồi ông Môsê truyền lại. Dân Do Thái có rất là nhiều những cái gọi là cái ưu ái đặc biệt. Đó là dân thờ phượng Thiên Chúa này, đấy là dân mang danh Đức Chúa này, là những người đầu tiên được nghe lời Chúa phán dạy, dân của những người làm anh trong đức tin của tổ phụ Abraham. Thế thì nếu trong gia đình tin vào Chúa thì dân Do Thái có thể nói là người anh trong gia đình đức tin của tổ phụ Abraham. Vì Abraham là người tin vào Chúa thì dân Do Thái là cái người đầu tiên. Rồi tiếp theo đó, tất cả chúng ta đều là dân ngoại cả. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa dựng nên con người sống giữa trần gian này thì mỗi người mỗi hoàn cảnh. Thế nhưng mà dĩ nhiên thì có thể là có hoàn cảnh này thế này, hoàn cảnh kia thế kia. Nhưng mà Chúa Giêsu nói cũng rất là rõ, ai mà được ban nhiều thì cũng phải đòi hỏi nhiều, ai được ban ít thì đòi hỏi ít. Đó là câu thứ 63.
Rồi câu thứ 64, qua các tiên tri, là qua các ngôn sứ hay là tiên tri đấy, như là tiên tri Isaiah, tiên tri Jeremiah. Qua các tiên tri, Thiên Chúa đào tạo dân Ngài trong niềm hy vọng ơn cứu độ, trong sự mong đợi giao ước mới và vĩnh cửu dành cho tất cả mọi người. Giao ước đó sẽ được ghi khắc trong các trái tim. Các tiên tri loan báo ơn cứu chuộc triệt để cho dân của Thiên Chúa, ơn thánh tẩy khỏi mọi bất trung của họ, và ơn cứu độ ấy sẽ bao gồm tất cả các dân tộc. Đặc biệt những người nghèo khó và khiêm nhu của Chúa sẽ ấp ủ niềm hy vọng này. Những phụ nữ thánh thiện như các bà Sarah, Rebecca, Rachel, Miriam, Deborah, Anna, Junita và Esther đã gìn giữ cho niềm hy vọng cứu độ ấy của Israel luôn sống động. Hình ảnh tinh tuyền nhất của niềm hy vọng này là Đức Maria. Câu thứ 64. Với tất cả những ý sau đây, qua các tiên tri, Thiên Chúa đào tạo dân Ngài. Các tiên tri là những người nói lời Chúa cho dân. Thế thì qua các tiên tri thì Thiên Chúa đào tạo dân riêng Israel của Chúa, đào tạo trong niềm hy vọng ơn cứu độ, tức là tất cả những người Do Thái đều mong đợi ngày mà Thiên Chúa sẽ ban đấng cứu tinh đến để cứu độ muôn dân. Qua các tiên tri, Thiên Chúa đào tạo dân Ngài trong niềm hy vọng ơn cứu độ, trong sự mong đợi giao ước mới và vĩnh cửu dành cho tất cả mọi người. Đó là cái niềm hy vọng. Đức Giêsu là niềm hy vọng của tất cả chúng ta. Và trong thời cựu ước thì là dân Do Thái mong đợi đấng cứu thế đến, nhưng mà cũng rất là tiếc khi Đức Giêsu đến thì họ lại không tin. Dĩ nhiên thì cũng có một số ít các tông đồ, một số sót những người tin vào Đức Giêsu là đấng được Thiên Chúa sai đến, là đấng cứu độ. Thế thì dân Do Thái qua các tiên tri Thiên Chúa giáo dục dân của người trong sự mong đợi một giao ước mới vĩnh cửu dành cho tất cả mọi người nơi Đức Giêsu Kitô. Giao ước đó sẽ được ghi khắc trong các trái tim. Cái điều này là ngôn sứ, hình như là ngôn sứ Ezekiel cũng đã nói đấy, sẽ đến lúc mà Thiên Chúa khắc ghi luật của Chúa trong trái tim. Tất cả những ai đi theo Đức Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu thì đều được lời Chúa khắc ghi trong tim của mình. Các tiên tri loan báo ơn cứu chuộc triệt để cho dân của Thiên Chúa, các tiên tri loan báo ơn cứu chuộc. Các ngôn sứ đều loan báo về đấng Messiah, về ơn cứu độ, về đấng Messiah, về đấng mà sẽ đến cứu dân là Đức Giêsu. Ơn thanh tẩy khỏi mọi bất trung của họ. Các tiên tri cũng loan báo kêu gọi mọi người từ bỏ cái tội bất trung với Thiên Chúa. Ơn cứu độ ấy sẽ bao gồm tất cả các dân tộc. Các tiên tri cũng loan báo ơn cứu độ phổ quát cho tất cả muôn dân chứ không chỉ cho dân Do Thái. Đặc biệt những người nghèo khó và khiêm nhu của Chúa sẽ ấp ủ niềm hy vọng này. Những người nghèo khó và khiêm nhu luôn luôn là ấp ủ niềm hy vọng của Chúa. Niềm hy vọng Chúa sẽ đến. Những phụ nữ thánh thiện như bà Sarah, Rebecca, Rachel, Miriam, Deborah, Anna, Judita, Esther đã gìn giữ cho niềm hy vọng cứu độ ấy của Israel luôn sống động. Hình ảnh tinh tuyền nhất của niềm hy vọng này là nơi Đức Maria, tức là nơi dân tộc Do Thái qua các ngôn sứ, qua các thủ lãnh, Thiên Chúa giáo dục dân có một niềm hy vọng chờ đợi đấng cứu độ đến, như là một cái sự chuẩn bị để Đức Giêsu con Thiên Chúa đến trần gian. Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi sự chết qua việc cho Đức Giêsu đến trần gian sống với chúng ta và chết thay cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải đón nhận Đức Giêsu. Thế thì là hình ảnh của những con người khiêm hạ mang niềm hy vọng đó, chúng ta đã được nghe nói đến là như là các bà Sarah, Rebecca, Rachel và đặc biệt nhất là nơi mẹ Maria. Chính nơi mẹ Maria là mong đợi đấng cứu thế. Đây cũng là một cái lý do tác động để cho mẹ Maria cất lên tiếng xin vâng để thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện qua việc cho Đức Giêsu được đậu thai trong cung lòng mẹ Maria. Thế thì qua các tiên tri, Thiên Chúa giáo dục dân của người và ban cho dân của người một niềm hy vọng là Đức Giêsu. Chúng ta được hạnh phúc, may mắn sống trong thời đại mà Đức Giêsu đã đến, đã sống, đã chết cho tất cả chúng ta. Thế thì tất cả chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đón nhận giáo hội của Chúa, đón nhận lời của Chúa mỗi ngày, cố gắng siêng năng tham dự thánh lễ, lắng nghe lời Chúa và rước lễ. Chúng ta có Đức Giêsu là có tất cả, nhất là có Đức Giêsu là có nước trời. Đó là hôm nay chúng ta học qua ba câu giáo lý giáo hội Công giáo 62, 63 và 64. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.